người phụ nữ đáng thương này có 5 người chồng. Không chỉ vậy, 5 người chồng của cô còn là 5 anh em ruột. Chuyện kỳ lạ như vậy đã thực sự xảy ra ở một vùng quê Ấn Độ. Buổi đêm hôm đó, một thai phụ sắp sinh con, người bố đi lại ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Cuối cùng, một tiếng khóc vang lên xé tan màn đêm. Lúc này, người bố vô cùng vui mừng, nhưng một giây sau ông liền không vui nổi nữa, bởi vì bà đỡ nói với ông đó là một bé gái. Sau khi người bố than dài một tiếng, liền đem đứa bé vừa mới ra đời dìm chết trong chậu sữa. Miệng ông còn nói một câu, năm sau nhất định phải sinh được một bé trai. Trong xã hội trọng nam khinh nữ này, phụ nữ không có bất kỳ địa vị gì, thậm chí còn không xứng đáng được sống. Hàng ngày đều có hàng ngàn bé gái bị nạo thai. Việc trọng nam khinh nữ kéo dài ở Ấn Độ khiến cho phụ nữ ngày càng ít đi. Rất nhiều đàn ông không lấy được vợ, vì vậy hàng ngày đám đàn ông đều tập trung ở phòng chiếu phim trong thôn, thỏa mãn bản thân mình thông qua những bộ phim đen. Những người quá khát khao dục vọng, thậm chí còn hướng mắt tới con bò cái ở trong chuồng. Có lúc đàn ông trang điểm lè lẹt mặc quần áo của phụ nữ và đóng giả làm vũ nữ gợi cảm biểu diễn trên sân khấu. Những người đàn ông ở bên dưới lớn tiếng cổ vũ, bọn họ không hề biết rằng trên sân khấu là một người giả gái. Ram Charan là một địa chủ nổi tiếng trong thôn, ông ta có 5 người con trai, tận mắt trông thấy con trai cả sắp 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Ông ta rất buồn bực, cũng không phải là ông ta chưa từng nghĩ cách, ông ta ủy thác cho mục sư trong thôn giới thiệu một người phụ nữ cho con trai, chỉ cần là phụ nữ khoảng 12 tuổi là được. Mục sư tỏ ra khó xử, hiện giờ đừng có nói là thiếu nữ 12 tuổi, ngay cả bà lão 80 tuổi cũng không tìm thấy. Ngày hôm đó, bạn tốt của con trai cả đột nhiên tới tìm anh ta. Thì ra bố của người bạn đã tìm được cho anh ấy một cô gái, lần này tới để đưa thiệp mời cưới cho anh ta. Trên khuôn mặt người bạn ngập tràn niềm vui, nhưng trong lòng cậu con cả lại cảm thấy không vui. Chẳng phải nói không còn phụ nữ nữa sao? Cậu con trai cả trở về nhà bắt đầu oán trách bố. Bạn con sắp kết hôn rồi, cô dâu rất xinh đẹp, cô gái đó là người bạn của bố tìm giúp đấy. Ram Charan biết con trai đang oán trách mình, con cả bỏ mặc bố và mục sư. Mục sư có chút không tin, ông ta tới tìm bố của bạn con cả, hỏi ông ta tìm thấy cô gái đó ở đâu. Đối phương nói là tìm được ở thôn bên cạnh. Mục sư bán tín bán nghi, mấy năm nay ông vẫn luôn chạy qua chạy lại các thôn xung quanh, sao lại không gặp được ai chứ? Vào ngày tổ chức hôn lễ, bầu không khí rất náo nhiệt. Đây là hôn lễ đầu tiên trong thôn suốt 15 năm nay. Bố của chàng trai đó đã tổ chức hôn lễ linh đình, tân lang hát hò nhảy múa ăn mừng vì đã thoát ế. Nhưng cô dâu lại rất ủ rũ, bởi vì cô đã bị bố bán đi với cái giá là 200.000 rắp cùng với hai con bò. Hai người đã tổ chức hôn lễ, trong khoảng thời gian đó có một cậu bé đột nhiên chạy tới đó và nói một vài câu với mục sư. Mục sư không nói gì, đợi đến khi tất cả mọi người tập trung lại, ông ta nhân cơ hội vén váy cô dâu lên. Tất cả mọi người đều trừng mắt lên nhìn, bởi vì cô dâu là một người đàn ông. Cả nhà chú rể ngây ra, những người con trai của Ram Charan cười phá lên. Mục sư đã chút giận giúp họ. Sáng sớm ngày hôm sau, trong lúc mục sư rửa mặt ở bờ sông, đột nhiên nghe thấy tiếng hát của phụ nữ từ trong rừng vang lên. Mục sư có chút bất ngờ, ông từ từ lại gần đó và phát hiện đó là một cô gái đang hát ở trên cây. Khi xoay đầu lại, dáng vẻ của cô gái đã thu hút mục sư. Nhìn thấy mục sư đang nhìn trộm mình, cô gái sợ hãi bỏ chạy. Mục sư không ngừng đuổi theo phía sau và đi theo cô gái tới sân. Bố cô gái thấy mục sư xông vào liền tức giận lôi gậy ra. Mục sư vội vàng nói rõ thân phận của mình. Khi nghe nói đối phương là mục sư, bố cô gái lập tức thay đổi thái độ. Ông bỏ cây gậy xuống, dùng cái thang để chào đón mục sư. Mục sư rất khó hiểu, tại sao lại đưa một cô gái xinh đẹp ẩn cư ở đây chứ? Ngữ khí của người bố để lộ sự bất lực. Nếu như không giấu cô gái đi thì cô còn sống được đến bây giờ không? Hiện giờ những người đàn ông nhìn thấy phụ nữ liền giống như lũ sói đói. Thân là một người bố, ông chỉ muốn con gái có được một mái ấm lý tưởng. Nghe thấy câu này, mục sư bắt đầu nói, muốn bao nhiêu xính lễ cứ nói thoải mái. Người bố ấp úng nói 100.000. Mục sư không buồn nghĩ mà đồng ý luôn. Rời khỏi nhà cô gái, mục sư vội vàng tới tìm Ram Charan, đồng thời nói rằng bây giờ hãy mau chóng tới xin dâu, nếu muộn một bước thì cô gái có thể sẽ bị người khác cướp mất. Sau khi hoảng loạn sửa sang một hồi, Ram Charan lái xe tới nhà cô gái. Cô gái tên là Cao Ki. Ram Charan nhìn thấy tướng mạo của cô liền rất vui mừng. Trong lòng ông nghĩ rằng cuối cùng con trai cả của mình đã lấy được vợ. Nhưng bố của cô gái, sau khi nhìn thấy bức ảnh của cậu con trai cả đã thấy khó xử. Nhìn cậu con trai cả rất thô kệch, không giống với một người tốt. Ông cảm thấy cậu út ở bên cạnh Ram Charan rất trung thực, có lẽ rất hợp với con gái anh. Trong phút chốc hai bên rơi vào thế khó. Lúc này Ram Charan đã nảy ra một ý nghĩ mà ông ta tự cho là thiên tài. Ông ta sẽ tăng xính lễ lên 500.000 cùng 5 con trâu. Nếu như chỉ có một người phụ nữ thì hãy để cô gả cho 5 người con trai của ông. Bố của Cao Ki chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy trong đời, ông ta mê tiền nên đã đồng ý cuộc hôn nhân hoang đường này. Rất nhanh, mục sư tổ chức hôn lễ cho 6 người. Hôn lễ rất đơn điệu, chỉ mời một vài người cần thiết, mục đích là không để người ngoài phát hiện ra. Mặc dù Cao Ki không can tâm nhưng cô cũng bất lực. Sau khi hôn lễ kết thúc, 6 bố con ngồi cùng nhau bắt đầu thương lượng thời gian ở cùng con dâu. Một tuần có 7 ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, 5 anh em mỗi người một ngày. Như vậy thì vẫn còn lại 2 ngày, không dễ gì mới lấy được người vợ xinh đẹp. Đám đàn ông độc ác này không để cô có một ngày nghỉ. Vào lúc mấy anh em đang tranh cãi nhau vì đêm đầu tiên của Cao Ki, thì người bố mãi không lên tiếng đột nhiên cất lời. Ông ta khổ sở miêu tả nỗi vất vả của mình bao nhiêu năm nay. Kể từ sau khi mẹ các con chết, bố vừa làm mẹ vừa làm cha, khó khăn biết bao.
Tốt xấu gì các con cùng phải chia cho bố chút gì đó thì bố mới thấy thoải mái. Lũ con trai đều hiểu ý của bố và nhường đêm tân hôn cho bố. Hai ngày còn lại cũng do bố chiếm hữu. Thế là Ramseran vô liêm sỉ đã hưng phấn đi vào phòng tân hôn. Sáng sớm hôm sau, Ramseran vẫn đang ngủ say. Cao Ki bị giày vò cả một đêm, lê cơ thể nặng nề tới nhà bếp. Cô ngây ra nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ. Cô không biết những ngày tháng như vậy còn kéo dài bao lâu. Cao Ki không chỉ phải lên giường với đám đàn ông vào buổi tối, mà ban ngày còn phải nấu cơm giặt đồ cho chúng, hầu hạ cho chúng ăn uống ngủ nghỉ. Những người đàn ông này không làm gì cả, cả ngày chỉ chờ vợ mình bưng cơm đến tận miệng. Cứ như vậy, Ka Kim cũng dần chấp nhận vận mệnh của mình. Dường như là cậu con trai út là người lương thiện nhất, nên vẫn luôn rất thông cảm cho Ka Kim. Anh thường xuyên giúp Ka Kim gánh vác các công việc nặng nhọc, lấy nước vắt sữa bò, Sorai đều tranh làm. Ka Kim đều thầm ghi trong lòng những chuyện này. Đến lượt ngày của Sorai, hai người đều tỏ ra rất thận trọng. Ka Kim lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của Sorai. Anh khác với mấy người anh em thô bạo đó. Lâu dần, Ka Kim bắt đầu có cảm tình với Sorai. Cô bắt đầu ngày càng từ chối những người khác, thậm chí còn không muốn động phòng với họ. Bởi vì sự quan tâm của Sorai, nên Ka Kim dần trở nên vui vẻ hơn. Hai người bắt đầu sống chung như người yêu, hàng ngày đều dính lấy nhau. Lâu dần, bốn anh em còn lại ngày càng không vui. Khi ở bên họ, cô như một xác chết, nhưng lại rất nhiệt tình với Sorai. Mấy người họ nói với Ramseran tin này. Ramseran cũng bất mãn từ lâu rồi, bắt đầu lôi thành tích học tập của Sorai ra để khiển trách, chỉ trích Sorai làm ảnh hưởng tới việc học vì làm việc nhà. Ramseran đã ra lệnh cấm Ka Kim và Sorai qua lại với nhau. Nhưng buổi tối, bốn anh em đều nhìn thấy Ka Kim và Sorai dính lấy nhau ở trong phòng. Điều này khiến cho cậu con trai cả tức giận. Rõ ràng là vợ chung của mọi người, tại sao mọi chuyện tốt đẹp đều để Sorai chiếm lấy chứ? Mấy anh em quyết định sẽ trừ khử Sorai ngày hôm, và còn ném thi thể xuống sông để ngụy tạo thành việc Sorai tự sát. Cảnh sát tới đó điều tra. Mấy anh em dùng khẩu cung đã thương lượng trước với nhau để qua mắt cảnh sát, đồng thời khóc lóc diễn kịch. Con cả nói dối rằng Sorai lựa chọn tự sát vì áp lực học tập. Tận mắt trông thấy người nhà đều nói như vậy, cảnh sát cũng không còn cách nào khác, chỉ đành kết án qua loa. Nhưng Ka Kim biết mọi chuyện, chỉ có thể âm thầm lau nước mắt. Cô cũng không dám nói sự thật với cảnh sát, bởi vì cô biết về cơ bản là không có tác dụng. Sau khi cảnh sát đi, con cả đã để lộ nụ cười thỏa mãn và chui vào phòng cô. Ka Kim đã suy nghĩ rất lâu, quyết định cầu cứu bố đẻ mình. Cô đã viết hết lại mọi chuyện mình gặp phải lên thư và nhờ người hầu gửi đi. Mấy ngày sau, bố cô đã tới. Hiện giờ ông ta đã trở nên giàu có, không chỉ chuyển tới thành phố mà còn lái ô tô. Nhưng lần này ông ta tới không phải vì giải cứu con gái, mà là tới thu tiền. Bởi vì trong thư con gái ông có nói, bố chồng cũng là đối tượng cô phải phục vụ. Ban đầu chúng ta đã nói, 50.000 xính lễ chỉ là phần của năm cậu con trai. Hiện giờ ông là bố chồng cũng tham gia vào, thì phải cho thêm 100.000 nữa mới được. Trời ạ, còn thu tiền theo đầu người sao? Đây là chuyện mà con người làm sao? Người bố thu tiền xong, lúc này mới nhớ tới, phải tới thăm con gái. Ông ta không hề quan tâm tới cảnh ngộ của con gái, ngược lại khoe rằng ông ta đã dùng tiền để mua một cái điện thoại di động. Cuối cùng ông ta chúc phúc con gái trước khi rời đi. Cuộc sống hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Ka Kim vô cùng thất vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bố rời đi. Người bố vừa đi, mấy anh em đã bắt đầu đánh đập Ka Kim. Bởi vì Ka Kim tự làm theo ý mình, nên hại nhà họ mất đi 100.000 rupee. Cảnh tượng này đã bị người hầu nhìn thấy. Buổi tối, Ka Kim đã khóc lóc kể lại cảnh ngộ của mình với cậu bé. Cậu bé rất thương cô, nhưng dẫu sao thì cậu cũng chỉ là một người hầu, cũng không giúp được gì. Ka Kim đã khẩn cầu cậu bé đưa cô rời khỏi nơi này. Đi đâu cũng được, cậu bé đã động lòng chắc ẩn, đưa Ka Kim rời khỏi địa ngục này. Nhưng họ chưa đi được bao xa thì đã bị mấy anh em đuổi theo. Cậu bé trúng đạn và gục ngã. Con cả thức dân đã cầm dao chém chết cậu. Ka Kim cũng bị bắt về. Lần này cô đã bị nhốt ở chuồng trâu. Để ngăn cản cô bỏ chạy, con cả còn khóa cô lại. Cái chết của cậu bé khiến người nhà rất tức giận. Nửa đêm, nhân lúc Ramseran ngủ say, người nhà của cậu bé cầm búa tìm tới báo thù, nhưng lại xông nhầm vào chuồng bò. Nhìn thấy Ka Kim bị khóa ở đó, hai người đã thay đổi chủ ý. Nếu như Ka Kim đã là con dâu của Ramseran, thì báo thù cô cũng tương đương với việc báo thù nhà Ramseran. Hai người thay phiên nhau cưỡng bức Ka Kim, sau đó hiên ngang rời đi. Sau khi cậu bé chết, Ramseran đã tìm một người hầu mới tới. Nhìn thấy Ka Kim hấp hối, cậu tốt bụng mang đồ ăn tới cho Ka Kim, nên cô mới sống được. Nhưng cô vẫn có cuộc sống dã man. Mỗi khi mấy anh em có nhu cầu thì sẽ tới chuồng bò giải quyết. Người nhà của cậu bé người hầu trước đó cũng tới chơi. Mấy tháng sau, bụng của Ka Kim dần to lên. Mục sư vui mừng nói với mọi người, dựa theo suy đoán chòm sao thì cô mang thai con trai. Mấy anh em đều rất vui mừng. Còn về việc đứa bé này là con của ai, thì năm bố con tranh luận không ngừng. Bọn họ đều cho rằng đó là con của mình. Ramseran ngăn cản bọn họ, bởi vì đêm đầu của Ka Kim là của ông ta, cho nên đứa bé này đương nhiên là của ông ta. Kể từ sau khi Ka Kim mang thai, Ramseran đã bắt đầu bảo vệ cô, cũng không để cô ngủ ở chuồng trâu nữa. Cả nhà người hầu nghe nói Ka Kim mang thai, liền tìm tới tận cửa, nói rằng mình mới là cha của đứa trẻ. Nghe thấy câu này, cả nhà Ramseran rất tức giận. Mấy anh em đã xông lên tính sổ với nhà người hầu. Có điều mấy anh em đã bị đối phương đánh cho tơi bời, cuối cùng chết thảm. Ramseran tức giận, đã trói Ka Kim lên giường và đổ xăng lên, mắng chửi cô là người phụ nữ độc ác, trong tay bắt đầu quẹt diêm. Ông ta muốn giết người phụ nữ gây họa này. Người hầu không nhẫn tâm nhìn Ka Kim bị thiêu chết, nên đã bóp chết Ramseran từ phía sau. Mục sư nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ hãi bỏ chạy.
cậu bé cũng vội vàng đuổi theo. Kakin cô đơn bất lực, dùng răng cắn mảnh vải đang trói mình ra. Nhưng đứa bé sắp ra đời rồi. Sau khi cậu bé người hầu xử lý mục sư đã quay trở lại và phát hiện ra Kakin đã sinh con. Đó là một bé gái khác với những gì mục sư nói. Nhìn thấy đứa trẻ bên cạnh, Kakin nở nụ cười. Bất luận sau này xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không để đứa bé dẫm lên vết xe đổ của mình. Mặc dù bộ phim có chút khoa trương để biểu hiện tình trạng cực đoan trọng nam khinh nữ, nhưng trong hiện thực những người phụ nữ Ấn Độ quả thực giống như việc mua bán trâu bò, là một sự tồn tại giống như hàng hóa. Điều khó tưởng tượng nhất trong phim là, cho dù là sau khi phụ nữ trở thành nguồn khan hiếm, thì những người đàn ông Ấn Độ vẫn không biết trân trọng. Điều đáng sợ nhất là trong xã hội hiện thực của Ấn Độ cũng như vậy, một sự tàn khốc không thể xóa nhòa khiến cho người khác run rẩy. Theo dõi tôi sẽ giới thiệu những tác phẩm hay hơn cho bạn. Chúng ta